Kêu gọi em vào live show của chị. Còn vấn đề cát xê thì em đâu có hét giá đâu chị Nga. Em chỉ nói là hai đêm, một đêm 100 triệu. Nhưng mà nếu trả giá 1 triệu em vẫn nhận như thường. Cái đó là cái đó giá em đưa ra. Chị ra chợ cũng chị muốn trả giá vậy. Giờ trả 1 triệu cũng nhận hả? Cái gì đâu mà hà giá nhanh quá vậy? Dạ. Chị nói cho sai của chị đúng không? Dạ. Trời hết em hả? Còn gì nữa không? Dạ. À, chị Nga có vai cho em trong đây show chưa? Hay là kịch kịch bản chưa có tên em? Thì kịch bản là lên rồi đó, nhưng mà da thì chưa biết nữa. Nói với da nhiều lắm em, da nào cũng hay hết á. Quan trọng là em có sắp xếp được thời gian tập hay không? Hay là em lo đi chạy show kiếm tiền ở ngoài rồi em bỏ bê live show? Thì nói chung là da em chỉ thoáng qua trên sân khấu và không có quay lại đúng không? Anh Diệp Tiên là thôi định nó là vậy. Thì Nga, nhưng mà cái vở diễn của mình, cái live show của mình đó rất là nhiều những nghệ sĩ tên tuổi và cái lịch tập. Như ngày hôm nay là em cũng bận có cái việc rất là nặng nề bỏ để đi đến đây với lại một trò của mình. Có nghĩa là tụi em không có công nghệ gần. Có điểm mặt Diệp Tiên và điểm mặt tác giả là Trần Văn Phong cũng như là tiếng Nga nói là làm gì làm. Dạy của bà phải hay làm gì làm dạy ba hay dạy của mẹ là phải hay à, thật sự nói như vậy không phải là mình dành cái dạy hay mà là dù cho xuất hiện một chút xíu thôi hoặc là xuất hiện ít thôi nhưng phải ấn tượng và phải cái giai điệu đó phải có cái chiều sâu có cái tính nghệ thuật và tính giải trí để mình có bị nói với toàn bộ trong cái live show toàn học trò của em không à, toàn học trò của em không đó chị, trong cái live show là gần như hình như đứa nào cũng học em, chỉ có mấy bạn ca sĩ thì không có học thôi, Long Dịch là ca sĩ người Dịch có học em, em chỉ có Long Nguyễn thì em không có chưa có dạy thôi, Minh Dự em cũng có dạy, cũng muốn đàn là toàn Long Xuân Nghị Bảo Bảo Trịnh Minh Dũng và tiếng Nga ngay cả Diệp Tiên cũng vậy cho nên là thật sự em chỉ nói nhẹ nhưng bắt đầu vào chương trình thì chắc chắn một điều là em và Hồng Dân cũng như Thiên Tài sẽ cố gắng hết sức thứ nhất hỗ trợ cho học trò mình là tiếng Nga và hộ và chỉ thêm cho tất cả các học trò trẻ kia.